Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Hiệu trưởng trường tiểu học bị bắt vì đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Theo tờ Yonhap đưa tin, ngày 29 tháng 10 vừa qua, hiệu trưởng của một trường tiểu học thành phố An Giang thuộc tỉnh Tri Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vào ngày 29 tháng 10. Nguyên nhân do thầy giáo này bị cáo buộc lắp máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ vị hiệu trưởng 57 tuổi bị tình nghi cả chiếc camera dài 2,4cm gần nhà vệ sinh bên trong phòng tắm nữ tại trường học mà người này làm quản lý. Theo đó, một nữ giáo viên trong lúc đi vệ sinh đã vô tình phát hiện một vật dụng lạ có màu đen nên cần lên xem xét. Nghi ngờ đây là thiết bị quay lén, nữ giáo viên đã lập tức trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định chính thầy hiệu trưởng của trường tiểu học là người đã đặt chiếc camera trong phòng vệ sinh nữ. Khi làm việc với cảnh sát, vị hiệu trưởng cũng đã thừa nhận mình là thủ phạm lắp chiếc camera quay lén. Nhưng ông này khẳng định cài máy quay không phải vì nhục dục. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ việc phòng giáo dục tỉnh Gyeongji tuyên bố các chức thầy hiệu trưởng này, cơ quan này sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng đối với người vi phạm dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát. Vào tháng 5 năm 2021, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại trường trung học ở Seoul, Hàn Quốc, cụ thể theo tờ The Korea Times đưa tin. Ngày 26 tháng 5, cảnh sát quận Yongsan, Seoul thông báo một giảng viên của trường trung học ở Seoul đã tìm thấy hai camera quay lén được giấu trong một phòng vệ sinh của nữ giáo viên và đã trình báo vụ việc với cảnh sát vào tháng 4. Cảnh sát đã xác định nghi phạm là một giáo viên nam và đã khám xét nhà của anh ta. Văn phòng giáo dục thủ đô Seoul đã lập tức kiểm tra các phòng vệ sinh của một trường trung học khác, nơi nghi phạm từng làm việc và tìm thấy một camera giấu trong một nhà vệ sinh dành cho nữ sinh. Sau vụ việc, nam giáo viên bị buộc nghỉ dạy và về phía văn phòng sẽ sớm xác định mức độ xử lý kỷ luật khác theo kết quả của điều tra cảnh sát.